Xin chào các anh em nhé. Hôm nay mình sửa cái máy phát điện này thì trước tiên thì mình có giúp tất cả các anh em chưa biết về cái ban bệnh này thì là mình sẽ bật mí cho các anh em biết nhé. Thì đây là một cái máy này là nó bị kẹt và nó bị gãy cái trục. Thì mình sẽ thay cho nó. Đây mình giới thiệu là bị gãy cái trục này, nó bị trượt. Thì mình thay, đây là mình thay mới rồi đây. Thì còn cái này là cái cũ đây. Này. Cái này cái cũ này nó bị trượt. Bị hỏng cái bánh này. Bị xoay trục luôn. Đây cho bạn các bạn xem rõ này, đấy nó bị gãy này, đây cái gãy, lớp vết gãy đây, đấy cái trục này, cái bánh này nó ở chỗ này kìa, đấy nhá, bạn xem rõ nhá, cái trục bánh này, bánh răng này là nó ở chỗ này, cái gãy thì mình đưa nó ra đây để mình giới thiệu cho các bạn biết này, đấy nó bị gãy cái chỗ này và mình sửa nó, mình đã sửa nó và cũng cho nó nổ máy ngon lành rồi. Nổ máy rất ngon lành rồi, nhưng mà nó có một cái ban bệnh mà bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết, là một cái ban bệnh này á, thì là thường thường xuyên là ít người biết. Mình nói đây là ít người biết nhé, không phải là tất cả biết cùng biết nhé, cũng không phải là ai cũng biết hết được. Cho nên anh em nào biết rồi thì mình không nói, mình giới thiệu cho những người nào mà anh em nào mà chưa biết. Thì đây là một cái ban bệnh mà thường là một cái số máy mới á, thì nó không, vẫn chạy tốt không sao cả, nhưng mà khi máy đã cũ rồi á, một thời gian thì nó thường xuyên hay hỏng hỏng cái bộ phận là tự nâng nâng chân ga. Đây là gọi là bộ tự nâng chân ga nhá, mình có nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu nhá. Đây là cái bộ phận tự nâng chân ga này đấy. Cái này nó sẽ đưa vào bộ phận ga tự động đây. Đây ga tự động này. Đấy. Nhá. Ga tự động này. Thì đây là mình đã bỏ ra rồi để cho các mình làm, mình quay thôi. Bây giờ mình rất là bận nên mình quay cho các bạn biết. Thì khi mà nó hỏng cái này á, nó không tự lưng trên ga được ấy, thì nó rất là tốn xăng dầu. Cộng với các khả năng nó không, cũng không 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 nổ được. Cũng có nhiều vấn đề lắm. Thế nên là mình đã nói rồi, cho các bạn biết trước cái này để các bạn biết nhé. Cái bộ phận nâng tự nâng chân ga này, đây mình đã phải bỏ đi rồi đây. Đấy, mình sẽ bỏ, mình bỏ ra ngoài rồi. Nhá, mình bỏ đây. Đó. Mình bỏ nó đi. Vứt nó đi. Nhá. Vứt nó đi. Thì đây là mình sẽ bỏ bộ phận này ra và cắt nó đi. Cắt ra đi, đây chính nó là cái này, chính nó là cái này nhé bạn nhé, đó nó sẽ nằm ở trong này, nó sẽ nằm ở trong này đây. Đấy. Thì cái bộ phận này nó sẽ tự đẩy vào cái bánh răng này, đấy nó tự đẩy vào cái bánh răng này nhé, chính là cái đầu này, đấy, chính là cái đầu này, đấy, điểm bẹt bẹt này nhé, đây, chính điểm này nó sẽ đẩy vào cái bánh răng bên trong kia, bánh răng kia khi nó có ga nó sẽ nhào ra, nó sẽ nhào ra và nó sẽ đẩy vào cái gọi là cái gần gạt này nhé, nó dễ đây, và nó đưa cái chuyển lực lên cái tay lúc đấy đó. Chuyển được lên cái tay này, à, nó chuyển được lên cái tay này để nó nâng cái chân ga lên, à, nâng cái ga tự động lên đó. Thì khi mà cái công suất bóng, công suất mà dùng máy á, ví dụ như mình đường dùng một vài trăm watt thì nó đang đổ cái mức độ ga lăng ti chẳng hạn, nhưng mà khi dùng lên khoảng độ 1 ký hay hơn 1 ký gì đó thì cái ga chân ga tự động này nó sẽ tự nâng chân ga lên, nó sẽ ga to lên hơn để cho khỏe hơn đấy. Thế nhưng mà vì cái bộ phận này nó hay hỏng lắm,
cho nên bây giờ hỏng thì người ta sẽ bỏ máy và người ta sẽ không dùng được nữa, có khả năng là vứt máy đi. À, nhiều người cũng không sửa được cái này đâu nhé, nhiều người không sửa được, nhưng hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là biết là sẽ sửa cái bộ phận này để cái máy này được hoạt động bình thường nhé. Thì mình đây là mình cũng có kinh nghiệm nhé, chung là mình cũng tìm được ra cái đường này cũng không phải là đơn giản đâu. Đây là mình cũng tìm được ra một cái cách xử lý này nhé, mọi người để ý nhé. Đây là cái bánh này này, đấy cái bánh này này nó xoay này, mà hôm nay đáng nhẽ là ta phải bỏ cái bánh này đi nhá, bỏ cái bánh này vứt đi, nhưng mà mình thấy tháo đầu kia mình thấy hơi phức tạp quá nên là thôi mình chẳng tháo nữa. Đấy, mình không tháo nữa, sau đó thì mình sẽ lắp lại nhá. Mình đã thay một cái bánh răng này rồi này, thay một bánh răng này rồi và sẽ tháo một cái cần gạt này đi rồi. Đấy, tháo cần gạt ở chỗ này đây đó, cái đầu ốc của mình đây các bạn nhìn thấy đâu không? Nó hơi khó nhìn đúng không? Đó, nó khó nhìn đúng không? Đấy nhá, cái gạt này nhá, mình sẽ thay một cái đầu ốc của nó này. Đấy, đầu trên này, đấy đầu trên đấy, thì mình bỏ cái để cho khỏi dầu nó phun lên trên đấy mà. Bây giờ mình sẽ lắp lại nhá, mình sẽ lắp lại và mình sẽ không có, mình không chuyên môn về cái này nên mình không có để quay được cái này nhá, cho các bạn xem. Nhìn này khó quá, nhìn này thì hơi khó đó. Nên là mình sẽ quay lại cái clip này để vào cái dịp sau nhá, và một cái clip sau để các bạn kiểm tra và xem mình lắp ráp vào xem máy móc hoạt động như nào nhá. Thì bây giờ mình chỉ giới thiệu hôm nay thì giới thiệu cho các bạn biết này thôi. Đấy, mình nghe cái gạt này mình cất đi nhá. Đấy, mình nói lại cho bạn lần nữa này, bộ phận chân ga này nó bị lưng, tự lưng chân ga này nó hỏng nhá, nó không lưng được nữa, có nghĩa là nó hỏng rồi. Mình sẽ cắt vứt đi nhá, cắt vứt này đi, bỏ hết đi, và mình sẽ dùng cái, mình sẽ cắt bỏ đi và sẽ sau này mình sẽ tự ga lên bằng tay. Đấy, dùng vít, dùng tay để vặn vít tăng ga. Đấy thôi, không dùng cái bỏ cái bộ phận tự động đi, vì cái bộ phận tự động này nó rất là hỏng nhá. À, hỏng mà thì cho nên là máy này thường thường người ta cũng không ai sửa đâu. Nhưng mà sửa thì rất là tốn tiền, rất là phức tạp, cho nên là ít người sửa lắm. Thế cho nên là tôi đã tìm ra cái cách sửa xử lý của cái này rồi. Thì tôi sửa và tôi bật mí cho các anh em biết. À, anh em nào có gặp phải cái chương bệnh này thì anh em sẽ sửa được máy này nhá. Thì bật mí cho các bạn một cái kinh nghiệm của cái sửa cái máy lưng, sửa cái bộ phận lưng chân ga nhá. Để cắt vứt bỏ đi thôi. Thì mình sẽ hẹn các bạn cái clip sau để mình sẽ lắp lại nó và mình sẽ các bạn xem mình làm xem nó thế nào nhá. Vì hôm nay là mình cũng quay không có thời gian đâu, mình đang rất nhiều bận. Hôm nay thì chỉ có chương trình đến đây thôi. Cái clip này mình sẽ xin tạm dừng ở đây. Thì hẹn các bạn cái clip sau nhá. Bạn nào thích xem, bạn nào muốn xem được cái máy này nó hoạt động như thế nào ấy thì sẽ like cho mình, xin một cái like và bạn sẽ đăng ký cái kênh của mình, ấn vào cái chuông đỏ đỏ đấy. Thì đăng ký thì để cái clip sau nó sẽ tự động cho các bạn không phải tìm đến mình nữa. Các bạn sẽ tự được xem các cái clip sau của mình nhé. Mình cũng không nói gì hơn, hôm nay giờ có thời gian rất là bận. Thì đây mình quay lại qua một cái máy của cái máy phát điện này cho các bạn xem nhé. Đó, đây là cái mình đã làm cái dòng rồi đây. Đấy, dòng nó hỏng đây. Mình thay răng và đây củ phát điện nó đây. Đấy, cái này là của nó 2,7 kg nhá, gần 3 kg nhá. Cái máy này của nó gần 3 kg đấy. Nên là sau mình lại nói cái cách cho các bạn biết là tháo cái cục ra như nào nhá. Tháo cái cục ra này nếu mà các bạn không biết tháo ấy, thì rất là khó, và mình cũng rất kỳ công, mình rất tìm những cái hướng để nó tháo rất là rất dễ nhá. Nếu bạn nào chưa biết thì sẽ đăng ký kênh của mình nhé, để sau được
Mình sẽ giới thiệu thêm nhé, vì hôm nay mình bận lắm cho nên mình chỉ quay một chút như này thôi. Xin các bạn lưu ý cho mình nhé. Thôi thì xin tạm biệt các anh em nhé. Bye bye anh em.